ba đi. Có lấy con gái cô không? In Vietnam, they can eat everything. Hello. Your name? Beep beep. Beef. Đó là giật mình. Thì bọn cháu phải ăn để chờ, lấy đâu ra trang trải mà để ăn. Đúng rồi. Lấy là trước thì sang không I'm going in. Get to this one, this one. To him being, okay? Okay. How much? I'm full. How much? 5,000. I'm full. I'm full. No, no, thanks. Anh đã mua cả túi. What is it?
Người ta hỏi mình lấy vợ chưa? Trung Quốc hay Hàn Quốc? Chắc nhỉ. Chắc đi là cái gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu tuổi? Còn con này. Anh cứ ngồi dưới đấy phải dậy. Đây. Hai. Mình nói về đang sống ở Osaka. Osaka? No, Osaka. In Osaka. She's now in Osaka, watching. Beautiful, beautiful. Phản động. In Ninbin, what food? Food. Do you recommend? Món ăn ngon của Ninbin là gì? Dê. 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 Đặc sản. Dê núi. Dê núi. Cơm cháy. Dê núi. Cơm cháy Ninh Bình. Đấy. Nổi dê lên đấy. À. À. Dê gì? Dê này. Ok. Come on, bà. Cơm cháy. Cơm cháy. Rice cake. Rice. Cháu. Nice. Đó. Yêu gái Việt Nam không? Cười. Yes. Có lấy con gái cô không? Your daughter. Osaka. Osaka. Beautiful. Cô ấy bao nhiêu tuổi? 22 tuổi. Bạn đã ở Nhật bao lâu rồi? Một năm. Yeah. Một năm. Một năm. Một năm. Very young, young. Một năm. Bye bye. Ai quá. Bye bye. Bye bye. Bà sao anh kia kìa. Mày Ninh Bình kinh doanh cao tốc mới không? Chắc nó không được chỉ là cái không được này. Chắc là bỏ lỡ đấy. Chắc là bà ngồi ghế là bà say đấy. Đưa đi chung ngồi ghế này. Anh ngồi vào đi nhanh đi, ngồi vào đi. Công an đang ở trước anh. Anh ngồi vào ghế đi. Đấy, mà cho ngồi ghế được anh. Anh em đi em vào 1:30 rồi thì bỏ nhau nhanh lắm, lúc đèn là cuối tháng là bỏ được tiền rồi. Còn 10 phút nữa thì chúng tôi sẽ. Lúc này là 2 phút. Thì tiếng Anh không nói được nên các bạn đang nói gì thì khôngNinbin に着きました。で、バスでね、皆さん仲良くしてくれたので、すごい楽しかったですね。で、ここからだいたい1キロぐらい歩いて、ホステルまで向かいます。若干荷物多くて疲れてます。まあ、ハノイと、多少は交通の量が少ないかなって感じですけど、まあ、雰囲気が似たようなもんですね。さっきなんか猫とか売ってましたね。猫の丸焼きみたいな売ってました。でアヒルとかカモがいる横で売られてる真横とか真上にですね、彼らの生肉が皮が剥がれされた状態で売ってると、一体彼らどんな気持ちで待ってるでしょうかね。2? Đó, cà ri. Đây là quả. Chuối. 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 Pork. Pork. Cái này. Ah, no. Pork. Đây này. Ăn cái này à? Cái đây à? Chicken à? Fish. Fish. What do you want? Yes. Okay. Tofu. 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 Okay. Come on.Trong đó có 10 khinh khí cầu bay tự do.
今ねご飯食べ終わりました。なんと今はですね 40,000 4万トンですね。たったの200数十円、やばいですね。もうハノイの半分以下なんじゃないですか。もう超お腹いっぱいですよ。やっぱり地方に来るとね、もうどんどん安くなっていくんですね、物価がね。いや、これはありがたいです。Hello. Hello. What is this? Ngựa. 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 À. Ngựa. Mã. Đốt, mã. Đốt cho người dưới âm. Not dog. Đốt cho âm phủ. Phủ. Âm phủ. Làm làm. Cô đừng làm đấy. Cô đừng làm. Cô đừng làm. À, cô đừng. Cô đừng dán, đừng làm. Vậy xong rồi ngựa vậy là còn mặc áo choàng hay là còn có đủ các loại như ngựa thật luôn. Xin chào. Ừ, xin chào. Nice to meet you. I'm taking a YouTube video. YouTube. Oh, it's okay. Come on. No problem. Is this building? Yeah. This building? Yeah, building. Your family? Yeah. My family, yes, building. Oh, your family owns this building? Yeah. Oh. Yeah, my brother last work here. Work here? Yeah. How many Bambujin. How many brothers do you have? Brother. All brother. And a sister. Oh, sister. And yeah. One brother, one sister. Yeah. Bạn có bạn gái không? Oh yeah, good friend. Yes. Girlfriend. We love five years. 5 years. Yeah, 5 years. Class. High school. School. Bạn đã làm gì sau khi học trung học? I went to university. University. Yeah, university. Here. Yeah. Yeah. For four years. Mm. What did you study? Business. Yeah. Anh trai của bạn đang làm gì bây giờ? Work is hostel. Sun Thanh Street. What food do you recommend in Ninh Bình? Boat. B-O-A-T. Bear. Oh, no. What? Yeah. Gold. Gold. Yeah. Denui. Yeah, Denui. My mom from me. Xin chào. Ngon. Tasty. Oishii. My mom very, very nice. Delicious. Yeah. Là cái này là cái giống kiểu như bim nhưng mà nó có hơi mùi tạt ấy. I went to a market. And I saw a chat meow. Cái này hình như là mèo chứ không phải là à, mèo. Mèo đúng không? Mèo. Yeah. Cat. It's chat, right? Cat. Yeah, cat. Vietnamese. All Vietnamese. Yeah, all Vietnamese. Eat chat. No, they like dog. They like dog. Yeah. Lần đầu tiên tôi thấy một con mèo bị biến thành thức ăn. In Vietnam, they can eat everything. Bạn đã bao giờ ăn một con mèo? No. No. Dog? No. Dog. Maybe. Maybe. Yeah. Maybe. Sometimes. Yeah. Delicious. Sorry? No. Tasty? Tasty. Yeah. No. I have a dog. You have a dog? This is my dog. Oh, so cute. Very cute. I can't eat. Yeah. Vietnamese divided into two types. Pet dog. Yeah, pet dog. Pet dog and eat dog. Yeah.
Let's see.